Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt tên chính thức cho virus corona mới gây bệnh COVID-19 là SARS-CoV-2. Tên này được chọn vì virus mới có sự tương đồng về gen với virus corona gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS năm 2003. Dù liên quan, nhưng hai virus này là khác nhau. Giải thích về tên chính thức của virus corona mới, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus và các bệnh do virus gây ra thường có tên khác nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus được đặt tên dựa trên cấu trúc gen của chúng để tạo điều kiện phát triển các xét nghiệm chẩn đoán, vaccine và thuốc. Còn bệnh được đặt tên để cho phép thảo luận về phòng chống dịch bệnh, lây lan, mức độ nghiêm trọng và điều trị. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 648 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 97 ca tử vong đã được ghi nhận ở nước này trong ngày 22 tháng 2. Theo Ủy ban trên, trong số 97 ca tử vong, có 96 ca ở tỉnh Hồ Bắc và 1 ở tỉnh Quảng Đông. Như vậy, tính tổng cộng, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 2.442 người tử vong do COVID-19 và 76.936 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, 22.888 bệnh nhân đã được xuất viện. Tôi nghĩ rằng việc phong tỏa các khu dân cư là hoàn toàn cần thiết để kiểm soát ổ dịch này. Giờ tất cả mọi người đều giữ khoảng cách an toàn với nhau. Tất nhiên là nó có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, nhưng hiện tại một số biện pháp hỗ trợ của Ủy ban Cộng đồng địa phương, quản lý khu dân cư và chính quyền địa phương đã được thực hiện một cách hợp lý. Chúng tôi phải cùng nhau khắc phục để đối phó với dịch bệnh này thôi. Liên quan đến tình hình dịch tễ ngoài Trung Quốc đại lục, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe của Hồng Kông thông báo có thêm một phụ nữ đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona tại đặc khu hành chính này lên 69 người. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết lại vừa có thêm một ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, nâng số ca tử vong vì virus này tại đây lên 6 người. Cùng với việc có ca tử vong thứ hai vì COVID-19, Italia cũng ghi nhận một sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm sau khi hàng chục người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus mới ở hai vùng thuộc miền Bắc Italia, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở đất nước hình chiếc ủng lên 51 người. Thủ tướng Italia đã ra lệnh phong tỏa vùng Lombardy và Veneto, điểm nóng của dịch bệnh này. Chính quyền hai khu vực trên đã hủy các sự kiện thể thao và đóng cửa các trường học, trong khi các công ty, ngân hàng yêu cầu nhân viên tại vùng dịch ở nhà.